bay ra khỏi Nhật để đi về, cho nên là mình ghé qua cái drugstore. Thật ra nó là một cái tiệm convenience store, Family Mart, để mua một cái số đồ quà về tặng cho mọi người ở nhà. Ở đây thì mình có mua hai loại son, một cái màu đỏ, một cái màu hồng, cherry của hiệu Nivea. Thì cái này đó có vẻ như nó vừa có chất dưỡng môi mà vừa có cái son, thì như vậy cũng dễ dùng cho mọi người. Rồi còn mình muốn mua thêm một cái loại dưỡng môi khác, một loại đó là ở của Disney, Alice in Wonderland. Cái này thì chắc mấy cô trẻ trung thì sẽ thích. Còn cái dưỡng môi này đó là làm từ ô liu, cho nên là ai cũng sẽ thích thôi. Nhất là những người mà thích về cái giữ cái vẻ đẹp tự nhiên, thì có lẽ là rất thích cái món này. Ngoài ra đó, còn cái này đó là cái để mà làm tóc, giống như là cái kem để mà giữ cho tóc nó theo cái chỗ ở chỗ mà mình muốn đó. Nhưng mà cái này làm cái cục chấm lên, thì như vậy bỏ vô trong túi á, mang theo nó dễ. Nó là hair styling stick, mình có thể dùng dường như là ở trên tóc mái, hoặc là mình muốn vuốt ở dưới tóc đó. Và dành quà dành cho con gái phụ nữ đó, thì mình mua cái mặt nạ dưỡng da này về để tặng. Hàng của Nhật đây, họ có hướng dẫn làm sao mà đắp cái mặt nạ này lên. Và một món nữa mình cũng thích đó là cái đồ móng móng tay. Cái này đó thì là cái size medium, nhưng mà thật ra nhìn rất là lớn, ví dụ như so với lại cái bàn tay của mình đây rất là lớn. Thì có thể này tặng cho mấy người nam, những người có tay lớn. Còn cái này đó thì là size nhỏ. Cái này thì có lẽ là mình xài hoặc là mình tặng cho người có bàn tay nhỏ. Cái này đó mình thích đó là tại vì ở bên này nó có hai cái miếng da hai bên, thì khi mà mình bấm á, đó thì cái móng tay á nó sẽ ở trong đó, chừng nào mình vũ thì nó ra thôi, chứ nó không có bắn ra tùm lum, để như vậy mình dễ dọn. Và cũng có mua thêm những cái tăm xịa răng của Nhật để xịa ở trong này. Ngoài ra người mà hút thuốc á thì mua cái đồ lọc thuốc. Cái này, một cái món nữa mình thích ở cái tiệm này là cái đôi bao tay của họ, rất là mỏng để mà dễ làm. Cái này là size M, thì cái này nó mỏng cực kỳ, chứ không giống như những cái bao tay khác dày ở Mỹ, dày quá nhiều khi nó mình rửa mà còn mở đó, mình không có cảm nhận được. Nhưng mà cái đôi này mỏng nên là dễ cảm nhận được. Ngoài ra thì còn các cái loại snack trái cây khác, để mà về tặng nó nhỏ nhỏ nó dễ, cho nên là mình có thể tặng cho nhiều người, ví dụ như mỗi người một cái bịch. Cái này là dark chocolate mà có cái hộp lựu. Ở đây có các loại hộp khô. Và cái này là trái mơ, ở trong còn mềm mềm, nghĩa là chắc ăn sẽ rất là ngon.